everybody. Thanks for maybe attending my lesson last time. I hope that you remember what we learned. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng của cô lần trước. Chúng ta đã nói về ngôn ngữ sử dụng cho việc gì nhỉ? Cảm ơn, đúng không ạ? Xin lỗi như thế nào? Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần language function, đó là phần inviting, offering and suggesting. Hôm nay mình sẽ học về lời mời này, lời offer là một lời đề nghị giúp đỡ ai này, và lời gợi ý làm điều gì, chúng ta sẽ nói như thế nào. Thứ nhất là mình sẽ có câu mời, đúng không ạ? Một lời mời nào đó nói với ai thì mình sẽ mời như thế nào. Đôi khi mình sẽ được có những lời mời bạn đến dự tiệc này, đúng không ạ? Mình sẽ mời đến dự sinh nhật này, hoặc đến một cái buổi khai trương vân vân, thì mình sẽ có mời. Ở đây mình sẽ có một câu Do you want to come to my party tomorrow? Thì đây là một câu, cũng là một cái mời, nhưng mà nó không được gọi là formal. Do you want? Bạn có muốn đến dự tiệc sinh nhật tớ ngày mai không? Nói thế thì đôi khi mình nghe mình cảm thấy là không, tớ bận rồi, đúng không ạ? Do you want? Thì nó là một cái gì đó informal nhá, thường nói với bạn bè thôi. Và rất là gần gũi thì mình mới nói như want. Ngoài ra mình có thể là can you come to my party tomorrow? Ngày mai bạn có thể đến dự tiệc sinh nhật của tớ không? Có vẻ nó hay hơn là bạn có muốn đến không, đúng không ạ? Ngày mai bạn có thể đến sinh nhật của tớ được không? Hoặc đến dự tiệc của tớ được không? I'd like to invite you to come to my party tomorrow. Would like. Vậy would mình dùng trong cái câu giả định của modal verb, đúng không ạ? Chúng ta would là một cái gì đó rất là gì? Unreal là một, không thực. Và đây thường sử dụng cái gì đó rất là khách quan, lịch sự. Chúng ta dùng would nhé. I'd like to invite you. Tớ muốn mời cậu đến dự tiệc sinh nhật của tớ. Hoặc là em muốn mời chị tới dự tiệc của em ngày mai. Thì đây là câu formal hơn. Would like to do something. Would you like, đúng không ạ? Đây là một câu hỏi nhé. Would you like to come to my party tomorrow? Mời chị ngày mai đến dự tiệc của công ty em nhé. Okay. Would you be interested in da 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 da? Chị, cậu có quan tâm tới một cái buổi vũ hội ngày tuần tới của trường mình không? Ví dụ bạn trai mời bạn gái, đúng không? Would you be interested in the ballet tomorrow night? Would you like to come with me? Cậu có thích cái buổi vũ hội ngày mai không? Đi với tớ nhé. Vậy chúng ta có một lời mời. Đây, would you like, hoặc là would you be interested in something? Để đáp lời mời này, mình sẽ nói đồng ý. Ok, hay quá, tớ rất là muốn đi. Yes, I'd love to. Yeah. I'd love to bằng I would love to. Có, tớ muốn đến. Hoặc là I would like to. But normally we say I'd love to. Yes, please. Okay. Nếu như mình muốn mời mọc ai đó mà ăn cái gì để dùng cái gì, món đồ gì đó, mình hay dùng là would you like some tea? Would you like to have a cup of tea? Would you like to have some coffee? Trả lời yes please là đủ, đúng không ạ? Còn muốn làm cái gì đó cụ thể hơn, ở đây người ta có to cộng verb, thì ở đây mình sẽ là yes I'd love to. Còn nếu không mình chỉ cần nói yes please. Cậu uống trà nhé. Would you like to have a cup of tea? Vậy chúng ta có thể dùng như vậy, hoặc là bạn có thể là would you be interested in a cup of tea? Được, đúng không ạ? Đồng ý, yes, I'd love to. Say no. When you say no, you don't want it. Nếu như bạn không muốn lời mời này, bạn không muốn chấp nhận lời mời này, bạn không đồng ý, thì bạn sẽ nói no, đúng không ạ? No thanks. Luôn nhớ lời cảm ơn, đúng không ạ? Vậy mình thêm một cách nữa là ai đó mời mình cái gì, mình cũng cảm ơn. Mặc dù mình không thích, mình không muốn. No thanks. No thank you. Or you can say that I'd love to, but lịch sự hơn một chút nữa, đúng không? Ủa, tớ muốn lắm nhưng mà. Đôi khi người Việt mình rất lòng vòng, đúng không? Bạn trai mời bạn gái, mà bạn gái này là rất là xinh, có rất nhiều anh theo đuổi, thì bạn trai A nó mời, mà bạn trai A này có thể là một chàng trai học giỏi nhưng mà trông không sành điệu, và bạn trai B, bạn trai A mời bạn gái là Lan ơi, ngày mai đi vũ hội với tớ nhé. Bạn gái bảo là I'd love to, but I'm busy with my English class tomorrow. Xin lỗi cậu, tớ rất là muốn đi nhưng mà ngày mai tớ bận đi học tiếng Anh rồi, đúng không ạ? Bạn trai B trông rất sành điệu, có xe SH, chưa có sao gọi là ô tô nhưng có xe SH, đúng không? Trông rất là sành điệu, iPhone 7. Lan ơi, ngày mai đi xem phim với anh nhé. Bạn trả lời ngay là gì? Yes, I'd love to, just for fun. Vậy nếu như mình không muốn đi, đúng không ạ, vì một lý do nào đấy, thì mình cũng lịch sự. Bạn Lan vẫn cũng khá lịch sự, bạn nói là I'd love to, but, đúng không ạ? Tớ cũng muốn đi lắm nhưng mà, và bạn viện ra một cái cớ nào đấy, thì mình trình bày thêm một cái cớ đằng sau vì sao mình không muốn đi.
Nhưng mà người ta nghe đến câu này người ta cũng biết là gì, bạn thực sự là chưa willing, đúng không? Chưa muốn, chưa thực sự muốn. Thì không sao cả, nếu không bình thường mình chỉ có nói no thanks, ok? Nếu ai đó mời mình ăn món đồ gì, yes please là đồng ý, no thank you, không cảm ơn cậu. Còn nếu như mình không muốn làm cái việc người ta mời mình ở trước thì mình nói I'd love to, but, ok? Vậy chúng ta có một số lời mời như vậy. Ngoài ra mình sẽ có một số cách khác nhé. I really don't think I can. Okay. I really don't think I can. Tớ không nghĩ là tớ có thể đến được đâu. Ví dụ câu này đúng không ạ? Can you come to my party tomorrow? I don't think I really can. Tớ thực sự không, hoặc là I really don't think I can. Tớ không thực sự nghĩ là tớ có thể đến. Tức là gì? Tớ không đến được đâu. Một cái vòng vo hơn một chút, gọi là vòng vo tam quốc. I'm afraid not. E là tớ không đến được. Thay vì nói là no, nó hơi phũ cho người nghe đúng không? Would you like to come to my party tomorrow? No. Người ta nghe thấy hơi bị sốc. Thế thôi mình nói là gì? I'm afraid not. Tớ e là tớ không đến được, tức là không. Thế lại bảo người nói được không cho nhanh. Ok? No, I can't. I'm afraid not. Ngoài ra mình sẽ có cách offer. Nó cũng hơi gần một chút so với lời mời. Offering to do. Offer là một cái lời đề nghị thường được làm gì đó cho ai. Nhá. Làm gì đó cho ai thì chúng ta có can I help you? Ví dụ thấy khách vào cửa hàng của mình sẽ nói đúng không ạ? Can I help you? May I help you? May I help you? Em giúp gì được chị ạ? Chị có muốn gì, muốn mua đồ gì không ạ? Em có thể giúp gì cho chị? Thì mình có thể dùng may I help you? Let me help you. Ví dụ một anh ấy vào và anh ấy đang loay hoay ở một cái quầy đồ dành cho nữ. Và bạn này bạn có thể là rất là thoughtful, rất là tâm lý, rất là để ý, sensitive. Và bạn ấy là có thể là anh ấy mua hàng cho bạn gái của mình. Thì bạn có thể offer một cái lời đề nghị là giúp được anh ấy đúng không ạ? Let me help you. Ok, anh để em giúp nào. Anh muốn đồ gì? Đồ như vậy tư vấn cho anh ấy để anh có thể mua được món đồ rất là tốt cho bạn gái của mình. How can I help you? Em có thể giúp gì được cho chị ạ? How can I help you, sir? Xin lỗi ngài, tôi có thể giúp gì được cho ngài đây? Lịch sự hơn đúng không ạ? Mình có thể từ how ở đây. Để người ta biết là tôi cần cái này, chị có thể giúp tôi cái này được không? Ngoài ra mình có thể dùng would you like some help? Đúng không ạ? Mình đang offer rồi. Anh ơi, anh có muốn giúp gì không ạ? Hoặc là một cô gái đi buổi tối đúng không? Và thấy là dắt xe. Đôi khi cũng rất là sợ. Cô có một lần cô bị thủng xăm rồi và cô dắt một đoạn khá dài. Thấy một anh đi theo. Cũng rất là cảm thấy lo lắng đúng không? Nhưng hóa ra là rất là tốt bụng. Và anh có nói là would you like some help? Em có thể cần giúp gì không? Thế là anh ấy có thể mang đồ nghề, anh ấy mang đi theo và anh ấy thay cho mình đi xăm với giá rẻ. Đôi khi mà có thể là anh ấy miễn phí thôi, nhưng mà mình lịch sự, mình gửi tiền anh giống như là một anh ấy có thể là vừa làm xe ôm này, vừa có thể kiếm thêm cái tiền bằng cách là sửa xe cho khách chẳng hạn, thì mình gửi tiền. Thì vậy, would you like some help? Em có cần giúp đỡ gì không? Đúng không ạ? Anh có cần giúp đỡ gì không? Do you need some help? Need, đây nó chưa lịch sự bằng cấu trúc là would you like, đúng không ạ? Vậy mình nhớ là khi nào lịch sự mình hãy nói là would you like nhé. Mặc dù mình là khách hàng nhưng mà mình lịch sự hơn mình vẫn có thể dùng would you like. Em có thể mang cho chị hóa đơn được không? Would you like to bring me the money? Do you need some help? Bạn có cần sự giúp đỡ gì không? Would you like some help? Thì câu này nó lịch sự hơn một chút. Vậy khi mà người ta offer mình, người ta muốn giúp gì cho mình thì mình cũng có thể có hai cách. Mình chấp nhận và muốn người ta giúp mình, hoặc là không muốn, mình có thể tự làm. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách khi mà người ta offer mình làm cái gì. How to reply. Nhất, mình accept. Mình chấp nhận cái lời offer đó, đúng không ạ? Người ta giúp bảo giúp mình gì, mình đồng ý. Mình có thể nói gì? Oh, that's very kind of you. Thanks. Vậy ai offer mình nói cảm ơn, đúng không? Okay, em tốt bụng quá, cảm ơn em nhé. Hoặc là gì? What a great idea, thanks. Tuyệt vời. Ví dụ bạn ấy muốn giúp mình cầm cái sách cái túi cho cô giáo lên trên lớp chẳng hạn. Bạn nói là gì? Let me help you to carry the bag to the class. Let me give the radio to the department. Có thể khi mà kết thúc một buổi dạy, đúng không ạ? Cô cũng rất là nhiều đầu thì có thể để đài đấy và cô hỏi đấy, có bạn nào đi xe buýt đi bộ không? Thì sách của cô cái đài ra thư viện trả cô cái đài. Thì có thể bạn ấy rất là tinh ý mà thấy cô sách nặng nề này mấy cái. Thế bạn bảo let me help you. Bạn nói là gì? Could I take the radio to the department, to the library? Thì cô nói là gì? What a great idea, thanks. Cảm ơn em nhá. Hay quá đúng không ạ? Tốt quá, hay quá. That would be great. That would be. Vậy sao mình dùng would ở đây? Rất lịch sự đúng không ạ? Một cái gì đó không có thật.
có thể cái lời giúp đỡ của họ, cái lời họ đề nghị được giúp đỡ mình chưa phải là tuyệt vời nhất, nhưng mình rất là lịch sự, mình dùng would be great, oh tuyệt quá, would be fantastic, tuyệt vời, it would be nice, helpful, fantastic, would be ở đây mình có thể great, nice cũng được nhé, oh hay quá, cảm ơn cậu, thanks, that would be a great help, that would be great help, help đây là dùng danh từ, thì mình sẽ có một tính từ mô tả cái sự trợ giúp của bạn ấy như thế nào, rất là tuyệt vời. Vậy đôi khi mình chấp nhận lời giúp đỡ đó, tức là người ta sẽ giúp mình đúng không? Mình đồng ý để người ta giúp mình, thì mình sẽ đáp lời bằng một số cách này. Và đôi khi mình sẽ thấy là mình không cần sự giúp đỡ của họ đâu. Mình sẽ nói như sau nhé. No please. Nếu đôi khi mình đang đi bộ đúng không? Và có một anh nào đó anh đi theo, rất là nguy hiểm. Ai mà dám trèo lên xe anh đi được. Thì mình sẽ nói gì? No please. Ok, cảm ơn anh. Không, cảm ơn anh nhé. No, that's okay. Okay. Ví dụ bạn muốn giúp cô mà cô thấy bạn ấy rất là nhiệt tình, hàng ngày bạn lúc nào bạn cũng giúp cô rồi, thì hôm nay cô tình ý cô bảo không cần đâu, cô sẽ tự làm được, vì hôm nay cô không vội lắm, thì cô sẽ nói là no, that's okay, I will do it myself chẳng hạn, cô có thể tự làm được. Thanks, but I can manage myself, mình có thể cho thêm được myself. Cảm ơn em nhưng mà cô có thể tự xoay sở được em ạ, cô có thể tự mang về được, em cứ đi về đi. Thì đây là một số lời mình muốn nói là mình sẽ tự làm mà không cần người ta giúp đỡ mình. Chúng ta có một số cách như vậy. Như vậy là mình vừa mới nói cách gì nhỉ? Mời đúng không ạ? Đáp lời mời này. Và cách đưa ra một cái lời đề nghị giúp đỡ ai này. Và đáp lời lời đề nghị đó. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Đó là phần suggestions em nhé. Phần suggestion nhé. Suggests là động từ. Suggestion. Suggestions là lời gợi ý. Bây giờ mình muốn lời gợi ý đúng không ạ? Làm cái điều gì đó. A và B và có thể là gợi ý tập thể lớp mình làm cái điều gì đó. Mình có một số cấu trúc như sau. Có thể ở đây ạ. Couldn't you, couldn't we, có một động từ. Couldn't we leave early now? Có thể học sinh gợi ý cho cô giáo. Cô ấy thấy mình không được về sớm à? Tức là bạn rất là muốn về sớm rồi. Thấy lớp kia ra rồi, đúng không? Lớp kia ra rồi, ào ào ra sân trường rồi và lớp mình vẫn phải học. Nhưng bởi vì theo quy định của trường, đúng không ạ? 4:30 mới được tan cơ chẳng hạn. Thì cô bạn ấy gợi ý luôn. Couldn't we go earlier, teacher? Vậy mình không thể về sớm hơn được à cô? Vậy couldn't ở đây cũng như là không phải nghĩa là khả năng nữa nhé. Nó đưa ra một cái lời nào đó gợi ý. Và chúng ta thấy là dùng could chứ dùng can't. Vì vì sao cái lời gợi ý này chưa chắc cô đã đồng ý, chưa chắc đã thực hiện được. Nên mình dùng cái dạng giả định của modal verb. Shall we? Shall we leave early now? Cô ơi, chúng mình đi về sớm đi. Lớp kia họ ra hết rồi chẳng hạn. Shall we? Và đây chúng ta sẽ cộng với động từ nhé. Chúng mình cái gì gì đó nhé, khi mà mình dịch sang tiếng Việt đúng không ạ? Shall we have lunch now? Mẹ ơi mình ăn tối nhá. Shall we eat out now? Đôi khi con cô gợi ý không? Con thích đi ăn nhà hàng cơ, hôm nay đi ăn nhà hàng đi mẹ ơi, chẳng hạn lâu lắm rồi không được đi chẳng hạn. Shall we cộng verb. Ngoài ra mình sẽ có how about, what about và theo sau ở đây cần một verb in. Nhớ chưa ạ? Verb in bởi vì đây là giới từ, sau giới từ chúng ta dùng verb in. Shall là modal verb thì theo sau là một động từ nguyên thể không có to. What about going to see? What about going out for dinner tonight? Đúng không ạ? Thế hôm nay đi ăn tối đi ở ngoài thì sao hả mẹ? Vậy gợi ý chúng ta thấy là about, how about, what about cộng verb in. Mình có thể có câu này. Why don't we? Why don't you? Nếu như cô gợi ý bạn kia, đúng không ạ? Why don't you please practice more rather than go to my class? Đôi khi có những bạn rất là chăm chỉ, học rất xuất sắc nhưng vẫn muốn đi học thêm. Cô gợi ý là gì? Why don't you stay home and practice yourself? Sao em không ở nhà có thể tự học cũng được, không phải đi học thêm làm gì đâu. Chứ không phải cô cứ mở lớp làm bảo các bạn đến học thêm, em hãy tự học đi. Hoặc là một số bạn đăng ký học Lize rồi, có rất nhiều các bài giảng rồi, có rất nhiều các bài luyện tập rồi nhưng vẫn muốn đến nhà cô để học thêm, vẫn muốn đến trung tâm để học thêm bởi vì bạn sợ là không thi được. Vậy cô khuyên là gì? Không cần. Em đã có 4 tuổi, đúng không ạ? Bạn đã có một cái cơ bản, bạn thi được 7 điểm rưỡi thì chắc chắn cái khả năng tự học của bạn rất là tốt. Thì bạn có thể ở nhà học. Thì cô nói là why don't you self-study? Xem có thể tự học đi, không cần phải đến lớp làm gì cả, đúng không ạ? Hoặc why don't we? Tại sao chúng mình không có thể xem phim nhỉ? Why don't we go to the cinema? Vậy why don't we hoặc you? Ở đây mình cần một động từ không chia nhé. Giống như một cái thời hiện tại đơn mình dùng, đúng không ạ? Phủ định, đây treo động từ rồi thì động từ không chia nữa. Thế đây là một cái lời mời, một cái lời gợi ý. Hoặc là why not, đúng không ạ? Why not have lunch now? Mình không, tại sao mình không làm gì nhỉ?
Nó hơi informal, đúng không ạ? Còn lời formal hơn một chút, mình có thể dùng là shall we này, đúng không ạ? Why don't we này, vân vân. Thì gợi ý rồi thì chắc chắn mình cần phải có một lời đáp, đúng không? Từ let's là một cái lời cũng rất là phổ biến khi mình gặp. Let's ở đây chính bằng let us. Nhớ sau let somebody do something thì động từ theo sau nó là không chia các em nhé. Let's, đúng không ạ? Chúng mình hãy gì đấy gì đó đi. Let's go, đúng không ạ? Chúng ta có giáo trình tiếng Anh là let's go. Chúng ta hãy đi nào, đúng không ạ? Go. Let's go home. Let's finish now. Chúng mình hãy về nhà thôi, chúng ta về nhà thôi, vân vân. Học xong rồi thì chúng ta gợi ý. Bây giờ mình sẽ đáp lời gợi ý như thế nào? Đồng ý và thấy hay quá, đúng không ạ? Dù bạn gợi ý là cô giáo gợi ý là shall we stop now class? Shall we stop now? Chúng mình hôm nay nghỉ sớm nha. Cả lớp gì? Sướng quá, đúng không ạ? Được về sớm thì nói gì? Sounds good. Tuyệt vời, hay đấy. Hoặc mình sẽ nói là okay, let's do that. Let's try that. Nhưng cái này nó không thực sự hay nhé. Chúng ta hãy thực hiện điều đó đi, đúng không ạ? Let's do that. Ví dụ, shall we have dinner at a restaurant tonight? Okay, let's do that. Mẹ đồng ý, hôm nay mình ăn tối ở ngoài nhé, thì mình có thể nói câu này. Hoặc yes, let's do that. Hoặc thậm chí mình không cần do that, mình chỉ cần nói yes, let's là đủ. Yeah. You're right. Okay, ý hay đấy, ổn đấy, đúng không ạ? Con nói đúng đấy, bây giờ mình sẽ cùng đi ăn tối ở nhà hàng đi, chẳng hạn. That's a good idea. Đúng không ạ? Cô giáo bảo là hôm nay cả lớp chúng ta nghỉ sớm nhé. Cả lớp chắc chắn là đồng ý, đúng không? Bởi vì đi học nhiều các bạn rất là mệt mỏi. That's great. That's a good idea. Đó là một ý kiến tuyệt vời, ý kiến hay đấy. Có thể, mình có thể nói là gì? Hay đấy, nhưng mà có thể cảm thấy không đồng tình lắm, đúng không? But what if? Nhưng mà nếu như vậy, có thể cảm thấy là cái lời gợi ý này nó chưa thực sự là hoàn hảo và mình chưa cảm thấy là đồng ý lắm với cái lời gợi ý đó, mình bảo nhưng mà nếu cái gì đó thì sao, đúng không? Mình có thể đưa ra một if. But what if thì mình đưa ra mà là ví dụ nếu như vậy thì có chuyện gì xảy ra, nếu mà về sớm thì có sợ thanh tra không hả cô? Có những bạn rất là chăm chỉ, đúng không? Bạn ấy xem ấy, xét giáo viên là cô này, cô Hiền có vào đúng 12:30 không, cô cho ra sớm hay không, đúng không? Nên cô Hiền cứ làm đúng 12:30 vào lớp và 4:30 tan. Vì có nhiều bạn cũng rất là cẩn thận xét giáo viên, nhận xét là cô này không đúng giờ, cô cho ra sớm vào muộn, cô sợ lắm. Vậy chúng ta là gì? But what if, đúng không ạ? Lớp học gợi ý là về sớm, nhưng cô bảo what if the dean comes to see us? Nhưng mà nếu mà trưởng khoa vào kiểm tra thì sao? Thôi chúng ta cứ học tiếp đi. Okay, the only problem is, có thể người ta gợi ý nhưng mình cảm thấy cái lời đó mình cảm thấy chưa được đồng tình cho lắm, đúng không? Mình sẽ nói là the only thing is, nhưng có điều là. Vậy bạn nói gợi ý cô giáo là cô cho nghỉ sớm đi. Cô bảo là nhưng có điều là cô sợ thanh tra lắm. The only thing is I'm scared of the inspector chẳng hạn, đúng không? Thì cô chắc chắn là sẽ không đồng tình với cái lời gợi ý đó đâu, bởi vì cô sợ thanh tra lắm. Vậy chúng ta nhớ rằng khi ai đó gợi ý mình cái gì, chúng ta nên có một cái lời đáp nào đó nhé, hoặc đồng tình hoặc là không chúng ta có. Bây giờ chúng ta sẽ có một vài câu ví dụ này. Các em chọn. Do you feel like going to the stadium this afternoon? Do you feel like doing something? Nhá, yeah. Feel like doing something là cảm thấy thích làm gì đó không? Thế mình cảm bạn có cảm thấy thích là đi đến sân vận động chiều hôm nay không? Thế là mình đang rủ đấy, đúng không ạ? Đang gợi ý ai làm việc gì với mình? Trả lời bằng cách nào? I don't agree, I'm afraid. Tớ không đồng tình, tớ e là như thế. I feel very bored. Tớ thấy chán lắm. You're welcome. You're welcome, mình thấy là thường sử dụng để đáp lời cảm ơn ạ, không có gì, đúng không? That would be great. Tuyệt đấy, điều đó sẽ là tuyệt đấy. Thì đây là một cái lời gì? Lời mình cảm thấy là gì? Giống như mình hỏi cảm thấy thích không, tức là mình rủ mình đi. Thì chắc chắn đáp án đây sẽ là gì các em? Khi mình muốn đáp lời một cái lời nào đó, mình sẽ là that would be great, đúng không ạ? That would be great, điều đó sẽ tuyệt đấy. Hay đấy, đi đến sân vận động xem bóng đá trận đấu giữa Manchester United và như Arsenal chẳng hạn. Bây giờ thêm một câu nữa nhé. Do you want me to help you with this those suitcases? Ngài có muốn tôi giúp xách cái vali này không ạ? Và đây là một cái lời offer, đúng không? Offer để được giúp mình cái gì đó. Đáp lời. Of course, not for me. Tất nhiên là không phải cho tôi rồi.
No, I can't help you now. Không, tớ không thể giúp được cậu đâu. No, those aren't mine. Không phải đâu, đây không phải là cái vali của tôi đâu. No, I can manage them myself. Không, tôi có thể tự xoay sở được. Vậy có thể tình huống này, bạn hình huống là một nhân viên, đúng không ạ? Một nhân viên ở khách sạn và mình đến là khách hàng của khách sạn này và nhân viên thấy mình có vài cái vali và muốn là ngài để tôi giúp ngài. Nhưng mình đáp lời bằng cách nào? Đây là một lời offer. Nếu mà chọn A là gì? Of course not for me. Tất nhiên là anh phải làm rồi, không phải là cho tôi đâu. Anh là nhân viên, anh phải xách đi chứ. Đấy không thực sự lịch sự tí nào cả, đúng không ạ? Mình không bao giờ làm như thế. Người anh người ta không bao giờ người ta nói như thế cả. No, I can't help you. Không, tôi không thể giúp gì được cậu đâu. Thì người này đang muốn giúp mình cơ mà, chứ không phải bảo mình giúp đâu, nên B không được, đúng không? Không, đây không phải là cái vali của tôi đâu. À, đôi khi thì mình sẽ nói là gì ạ? Họ đang muốn đến với mình, đúng không ạ? Mình thấy đang cầm vali rồi thì chắc chắn là vali của mình. Vậy thì câu này đáp án ở đây sẽ là gì các em? Sẽ là D, đúng không ạ? No, I can manage them myself. Không cần đâu, tôi có thể tự làm được. Câu tiếp theo. Yes, do you have any shirt? Có, chị có cái áo nào không? Thì chúng ta xem tình huống này là gì mà lại hỏi là có, chị có cái áo nào không? Could you do me a favor? Câu này có nghĩa là gì? Bạn có thể giúp tôi được không? Có, bạn có cái áo nào không? Nghe nó không thế nào đúng không ạ? Oh dear, what a nice shirt. Ôi trời ơi, cái áo mới đẹp làm sao. May I help you? Tôi có thể giúp gì được ngài không ạ? Và D, white please. Màu trắng nhé. Và đây sẽ là đáp lời không ạ? Đợi lời đáp là có, chị có cái áo nào không? Vậy tình huống đây sẽ là một người mua hàng và một người bán hàng. Thì người bán hàng chắc chắn phải ra và muốn đề nghị được giúp đỡ người kia, đúng không ạ? Mình sẽ nói là May I help you? Tôi có thể giúp gì được ngài ạ? Có, đúng không? Tôi muốn mua cái áo, tức là chị có bán áo sơ mi không? Thì đây là một cái lời đáp lời, một cái lời offer. Thì chúng ta đây là offer nhé, offer help. Câu số 3 này. Do you need a knife or and a fork? Bạn có cần một con dao và một cái dĩa không? No, I'll just use frying pan. Tôi dùng cái chảo thôi. No, I'll just use chopsticks. Tôi dùng đũa thôi. And see, no, I'll just use a can opener. Tôi chỉ cần cái mở bia thôi, đúng không ạ? And do you know I'll use a cooker? Tôi muốn dùng cái nồi nấu cơm. Vậy sẽ dùng như nào? Hỏi cái gì? Bạn có cần dao và dĩa không? Tức là người này đang có thể là đang vào nhà hàng ăn uống, đúng không? Và có thể khách này là khách Tây. Và khách Tây, người phương Tây người ta thường dùng dĩa và dao để ăn. Nhưng mình muốn đề nghị là mang cho ông ấy dĩa và dao nhưng ông ấy không cần. Thì ông nói là gì? Không, tôi chỉ dùng đũa là được, đúng không ạ? B, I'll just use chopsticks là đủ. Vậy chúng ta đang tình huống là dùng cái cách để ăn uống thì dùng đũa này, dùng dĩa hay dùng dao, chứ không phải dùng chảo để nấu hay là dùng nồi để nấu ăn, hoặc là cái mở bia này nó không phù hợp trong tình huống này. Các em thân mến, như vậy trong bài học hôm nay chúng ta đã học một số cách, đúng không ạ? Khi muốn mời ai này, khi muốn offer, tức là mình muốn giúp ai làm điều gì và gợi ý ai làm điều gì, cũng như những lời đáp cho những cái tình huống này. Chúng ta cùng luyện tập thêm các bài tập cũng như là hàng ngày chúng ta hãy cố gắng luyện tập thêm, nói nhiều hơn nhé. Có thể xem các cái video giao tiếp trên trên YouTube cũng như là một số kênh, ví dụ trong cái trang English 360, English 360.vn là một cái trang học giao tiếp rất là tốt. Các em có thể vào đó tham khảo thêm nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau trong bài học tiếp theo. Xin chào các em. Goodbye and see you.